Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Kính thưa quý vị và anh chị em, trước khi bắt đầu chương trình này, xin lưu ý với quý vị và anh chị em thông báo sau của Việt Catholic. Trong tình cảnh bi thương hiện nay, toàn thế giới chìm trong khổ đau và lo lắng. Đặc biệt nhiều người đang phải bàng hoàng than khóc người thân đã qua đời. Nhiều khi người ra đi chỉ được an táng sơ sài, chẳng được chịu các bí tích, chẳng được cận kề người thân, khiến người còn sống quá đỗi đau lòng. Tình trạng cách ly cũng khiến cho những người ở lại không biết phải xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn nơi đâu. Tình cảnh bi thảm này thật đau lòng, xót dạ. Theo gương của các cộng đồng Kitô hữu tin khởi trong thời điểm thử thách kinh hoàng này, các linh mục trong mạng lưới Việt Catholic sẽ cử hành các thánh lễ cầu cho các linh hồn vừa qua đời vì thứ virus quái ác này vào mỗi tối thứ Sáu vào lúc 7 giờ tối theo giờ Việt Nam. Chúng tôi xin kính mời quý vị và anh chị em cùng hiệp thông. Nếu muốn xin cầu nguyện cho linh hồn nào, xin email cho chúng tôi theo địa chỉ xinlễvietcatholic@gmail.com. Xin cũng thông báo cho những người khác biết để hiệp thông cầu nguyện. Xin cảm ơn quý vị và anh chị em. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương Thảo xin mời quý vị lắng nghe và suy niệm lời Chúa của ngày hôm nay qua hướng dẫn của linh mục Giuse Đỗ Tuấn Anh. Kính chúc quý vị một buổi suy niệm sốt sắng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính chào tất cả quý ông bà anh chị em. Hôm nay thứ Sáu ngày 20 tháng 8 năm 2021 là thứ Sáu trong tuần thứ 20 thường niên năm B. Giờ đây con kính mời quý ông bà anh chị em lắng nghe lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew chương 22 câu 34 đến câu 40. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn người. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might, and with all thy strength. This is the first and great commandment, and the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Kính chào quý ông bà, anh chị em thân mến. Lời Chúa hôm nay rất quen thuộc với mỗi chúng ta. Ta có thể nói tất cả người Công giáo đều biết và nhớ điều răn này là mến Chúa yêu người. Trong kinh 10 điều răn Đức Chúa Trời, kết thúc có câu: Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ, trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy. Amen. Lời kinh đó được lấy trong tin mừng hôm nay khi Chúa Giêsu trả lời các ông Mô-sê về điều răn quan trọng nhất: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi
hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn người. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Câu hỏi là hôm nay chúng ta đang sống điều răn ấy như thế nào? Người Việt chúng ta rất ít sử dụng từ yêu. Nếu có dùng thì lại ngụ ý ở mức độ thích mà thôi. Có lẽ người Việt mình yêu không cần nói, mà chỉ cần bày tỏ bằng hành động và chứng minh bằng đời sống. Con chưa bao giờ nghe bố mẹ con nói tôi yêu bà hay tôi yêu ông. Thậm chí cả nhà con chưa khi nào nghe ai nói từ yêu với một người khác trong nhà. Bản thân con cũng chỉ mới nói được từ nhớ với bố mẹ mình mà thôi. Vậy yêu đúng nghĩa là gì? Ta vẫn thường nghe yêu là chết trong lòng một ít. Một cách thiêng liêng hơn, ta thường nói yêu là chết cho người mình yêu. Có lẽ định nghĩa thứ hai mang đầy đủ ý nghĩa hơn cho chữ yêu. Nhưng con người Chúa Giêsu chứng minh rất rõ chữ yêu ở đây. Yêu là cho đi chính mình, không giữ lại gì cho mình, thậm chí cả mạng sống của mình. Ở đây ta cần mở ngoặc, cho đi chính mình không có nghĩa là đánh mất chính mình. Ngày nay người ta hay lạm dụng chữ yêu trong đời sống hàng ngày. Khi ta nói tôi yêu cha, yêu mẹ, yêu vợ, yêu chồng, yêu con, chữ yêu đó rất thiêng liêng. Ta phải sống thế nào đó mới có thể nói được chữ yêu với người thân. Nhưng rồi người ta lại dễ dàng dùng chữ yêu đó cho thú vật và mọi thứ khác. Chẳng hạn tôi yêu chó cưng nhà tôi yêu thể thao đá banh, thậm chí tôi yêu đồng tiền nhất trên đời. Thứ gì trên đời này người ta cũng có thể dùng chữ yêu được. Trở lại câu hỏi, ta cần sống yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu người thân cận như chính mình bằng cách nào trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID hôm nay? Những ngày qua ta theo dõi tin tức dịch bệnh tại Việt Nam. Chắc nhiều người cũng đã biết, có rất nhiều tình nguyện viên, trong đó có các nữ tu, các thầy và linh mục đã dấn thân đến những bệnh viện dã chiến để chăm sóc, ủi an, nâng đỡ tinh thần những bệnh nhân COVID đang kiệt sức vì virus. Trước khi bước vào những nơi đó, ai cũng biết rằng mình khó tránh khỏi bị lây nhiễm dù có mang trang phục bảo hộ. Thế nhưng họ vẫn sẵn sàng tình nguyện dấn thân vì biết rằng những bệnh nhân trong kia đang chết dần giữa lúc không có một người thân bên cạnh. Nhiều cộng đoàn tu viện đã có nghi thức cầu nguyện tiễn chân các sơ, các thầy lên đường, như được giao một sứ mạng. Vì ngày đi, mọi người mạnh khỏe, nhưng ngày về, không biết họ sẽ ra sao. Công việc vất vả, ăn ngủ không yên. Có những tu sĩ sau mấy ngày làm việc đã ốm đau và mắc nhiễm COVID. Nhưng hầu hết mọi người lòng vẫn an vui vì họ biết họ đang làm gì và làm vì ai. Có gì bề trên dòng bên thánh giá Xuân Lộc trong thư khích lệ các sơ lên đường thiện nguyện phục vụ các bệnh nhân COVID viết rằng là người sợ nhất một cái chết bất chính, là Kitô hữu sợ nhất một cái chết mất đức tin, là người tông đồ sợ nhất một cái chết không liên quan gì đến sứ vụ. Quả thế, yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự trong hoàn cảnh dịch bệnh này không còn là việc đến nhà thờ mỗi ngày nữa, và yêu người thân cận như chính mình
đang được thể hiện rất rõ ngay trong sứ vụ thiện nguyện này đây. Còn mỗi chúng ta, trong hoàn cảnh mình đang sống, thì sao? Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.